Xin chào mọi người nha, hôm nay mình sẽ chơi 12 trò. Đầu tiên là trò My Tom 2. Con mèo rất là vui nhộn nha mấy bạn ơi. Như thường lệ là đầu tiên nó phải đi vệ sinh nè các bạn. Tèn tèn tèn. Dùng bữa sáng thôi nào.